nhà. Thì đây là một cái kệ hoa, thì Yến làm một dạng dạng cao như thế này để cả nhà có thể áp dụng cái bình hoa này cho cái chỗ mà đọc thánh thư á, ngay chỗ đọc thánh thư ha. Thì cái bình hoa này Yến sử dụng là tổng cộng là 7 bông hoa đồng tiền, 4 bông hoa ly vàng, lá đệm Yến sử dụng là lá thánh mộc lan, lá dừa gọi là lá cao ha, dừa này gọi là dừa kiển, lá thiên tuế ha. Rồi để tạo hình cho cái bình hoa này như thế nào, để cắm như thế nào thì mời mọi người sẽ đổi sau đây. Rồi thì bây giờ Yến sẽ bắt đầu Yến cắm nha. Thì đây là cái kệ, Yến sẽ cắm cái dạng này là dạng một tầng, thì mọi người có thể áp dụng được cho cái chỗ mà bàn đọc thánh thư của mình nha. Thì là Yến đã ràng sớm nè. Đó, Yến lấy cái hai cái thân của cái dừa kiển nè. Đó, Yến ràng chỗ này ha. Đó, rồi ở dưới có một cái dĩa thì mọi người chỉ cần châm nước tôi đây thôi, thì mình sẽ có giữ được cái chút xốp này rất là tươi nha. Rồi thì bây giờ Yến sẽ bắt đầu cắm lá. Ok, thì bởi vì giống như gọi là nếu mà mình không nên làm quá cao, nếu mình làm cao quá thì là che mất mặt cái người mà đọc bài ha, nên làm cẩn thận.
mấy bữa nay là lễ 2 tháng 9 nè. Mọi người có đi chơi lễ đâu không? Hay là chỉ về quê thôi? Yến với Bin với Dưa Hấu thì đi về quê, cho nên có cắm mấy cái hộ ở dưới quê á. Hôm qua, hôm kia, hôm nói chung là hôm lễ á, lúc mà Yến ở dưới quê á, là có một chị, một cô chứ, nếu mà nói ra là tự cô là ở tận ở ngoài miền Bắc rồi, gửi chiến mấy cái hình của giáo họ á, thì giáo họ cũng khá là nhỏ, cũng đơn giản thôi, một tuần thì chỉ có một giờ lễ thôi à. Thì cô gửi mấy cái tấm hình mà cô cắm theo cái mẫu mà Yến hướng dẫn á, rồi Yến coi Yến cảm thấy vui lắm. Nói chung là giúp đỡ được mọi người, nói chung là càng nhiều người cắm hoa để mà trang trí nhà cửa nữa, trang trí bàn thờ bà tổ tiên, rồi làm đẹp không chỉ nhà chúa mà những mà cô chú mà bên mấy bạn mà bên đạo Hương là một đạo thờ ông bà là bên đạo Phật á, có thể áp dụng được thì rất là vui nhiên. Lúc đầu đi lập ra cái kênh hướng dẫn ngắm hoa này nè là chỉ nghĩ đơn giản là làm vui thôi, chứ không có nghĩ ngợi gì nhiều hết trơn á. Mà không ngờ là mọi người phản ứng giống như gọi là xem theo dõi rất là nhiều, mà có những cái fan trung thành nữa. Nếu mà ai coi cái clip này của Yến á, là coi lần đầu á, thì những cái nguyên liệu hiện tại Yến đang sử dụng á, cả nhà có thể dễ dàng tìm mua ở chợ hoa đường Hồ Thị Kỷ quận 10 ha. Và những cái kiểu mà giống như là đan như thế này nè thì mọi người hãy coi lại trong kênh, Yến có chỉ cách Yến đan lá cũng giống như là uống lượng những cái hình này như thế nào ha, ở những cái clip trước, tại vì Yến cũng muốn tiết kiệm thời gian cho những thành viên đã gọi là coi khá là nhiều rồi, nên là Yến không có hướng dẫn ở đây nữa. Nếu mà cả nhà có muốn Yến chỉ một cái kiểu hoa nào đó thì cứ bật comment nha. Đồng tiền màu này được gọi là đồng tiền màu sông Hỷ hen. Mọi người cắt xéo góc như
Còn ly này là ly nhọn ha, ly vàng nhọn. Mình mua về thì mình đặt bỏ mấy cái này đi. Cho nên là khi mà cả nhà mình á cắt lá lan á để mà làm cái này á thì cái phần đuôi á thì mình sẽ làm những cái dạng giống như thế này ha, còn phần đầu mình sẽ để cũ lại. Nếu mà cả nhà chưa cũ quen thì mình lấy đồ bóng nha. Rồi, ở cái phía sau này thì sẽ buộc lá lan thôi. Sau đây mình che xốp lại cho nó đẹp hơn nếu mà mình có thời gian. Còn nếu như mà mình không có thời gian thì mình có thể gọi là bỏ qua cái bước này nha. Và cả nhà có thể
sử dụng một cái loại lá khác như là đinh lăng hoặc là mũ gia vị. Mua con từ tiếp nối đây, còn cái chỗ này nó uống lượng vậy thôi ha, để nó tạo điểm nhấn cho cái bình hoa của mình đó. Nếu mà mọi cả nhà thì cả nhà có thể đổi luôn cái phần này sang cái màu vàng đồng ha. Đó rồi, đi sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem nhé. Đồng tiền màu sông thị, 4 bông hoa ly màu vàng hen. Lá đệm thì sử dụng là lá thiết mộc lan, lá dừa và thiên tuế. Thiên tuế thì yến màu bạc, còn lá dừa thì yến thắt lại xong rồi yến sơn màu vàng đồng lên ha. Cả nhà thấy nó ấm nhũ lên nhìn nó rất là đẹp hen. Đó, thì mình đã có một cái bình hoa để bàn thờ hoặc là cái này mình để sẵn to cũng được hen. Đó, thì chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa này. Nếu cả nhà thích thì nhớ nhấn like ủng hộ Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.